Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2. Và hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau quay trở lại trải nghiệm cái xe tải đầu kéo của Hyundai nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái dòng xe tải Hyundai mới, và mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem ngày hôm nay. Đó là con Hyundai Chago các bạn. Đây cho các bạn xem một vòng nha. Đây là con đầu kéo khá là thịnh hành ở Việt Nam luôn. Nó đầu kéo Hyundai Chago với đầu kéo HD nha các bạn. 1000 là nói chung chạy ở Việt Nam rất là nhiều. Con HD 1000 thì hôm trước mình có chạy cho các bạn xem một lần rồi. Đó thì hôm nay mình sẽ chạy tiếp tục cái con Hyundai Chago cho các bạn xem tiếp. Và sau đó thì khi nào mà có cái bản update cái dòng xe tải Hyundai này, mà cái bản mà thùng á các bạn, cái bản xe tải thùng ấy, thì mình sẽ trải nghiệm tiếp tục thêm cho các bạn xem nhá. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó là sẽ đi vận chuyển gọi là vận chuyển xăng dầu ấy các bạn, cho cái công ty Petrolimex đó. Hiện tại thì mình đang ở một cái khu công nghiệp rất là lớn ở đây luôn các bạn. Và một tí mình cùng các bạn sẽ đi lấy cái bồn cái chai lơ, cái thùng hàng bồn với các bạn, bồn chứa xăng dầu ấy đó, để giao đến cái cây xăng đó. Ok, thì trước khi mình gọi là bắt đầu chế hành trình thì các bạn xem mấy bên kia coi. Ui dồi ôi, chả hiểu sao luôn, ông nội nó không chắc đồ sao mà là rớt ngoài tờ lưa hết trơn đó. Giờ ông chủ lại bắt đền kêu công an là cắt kiểu đó các bạn. Ui dồi ôi, tội nghiệp chưa. Vậy chữ khổ than không, làm tài xế đâu phải là sung sướng gì các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu một vòng về cái chiếc xe này các bạn xem nhá. Đây, đầu tiên thì các bạn thấy là phía trước đó các bạn, cái ca lăng phía trước này nó khác hẳn với cái ca lăng của con HD 1000 nha các bạn. Các bạn nào xem lại cái clip hôm trước của mình so sánh là nhìn nó khác liền ấy. Đó. Đây, bên này thì có chữ là Gon Chago 2 cap à. Gon này là cái phiên bản vàng à các bạn. Bên này có logo Hyundai, giữa có logo Hyundai nè. Đó. Bên hông thì nó có chữ Chago nè, 502, con này là Chago 502. Nó sẽ có cái con này, nó sẽ có cái nón ở trên đầu các bạn không? Có cái nón, gọi là cái này nó sẽ là cái gọi là cái nón lướt gió các bạn. Khi mà mình kéo một cái thùng hàng phía sau ấy, nhiều khi nó cao ấy, thì cái lướt gió này nó sẽ đẩy cái gió nó xéo lên, nó bay qua luôn. Đấy, như vậy thì nó sẽ không có bị cản cái tốc độ của xe mình lại. Đó. Trường hợp mình kéo những món hàng mà nó gọi là nó cao hơn cả cái chiếc xe mình đó các bạn, thì nó sẽ bị cản gió lại, như vậy thì chạy nó sẽ tốn nhiên liệu đồ nhiều hơn các bạn. Đó, chỉ có vậy thôi. Ok, còn đây là nội thất của xe nè. Cái vô lăng này là cái vô lăng Hyundai Chago nha các bạn. Nó còn một cái vô lăng của Hyundai HD nữa mà hôm trước mình độ nhầm cái vô lăng này. Chắc bữa nào mình chơi là cái con HD 1000 lại cho các bạn xem nhá. Và đặc biệt hôm nay mình cái camera mình các bạn, mình đã phóng to hơn. Nhiều bạn bảo là cái camera mình nó nhỏ quá, không thấy được anh đánh vô lăng gì hết, nên là hôm nay mình phóng to hơn. Đó các bạn nhìn coi, các bạn có thích cái camera to như vậy không, hay là các bạn thích cái camera nhỏ để kiểu là xem game nhiều hơn. Đó, còn các bạn nào thích to thì các bạn có thể là xem được mình đánh vô lăng cũng như là thấy mặt mình rõ hơn luôn ấy. Ok, rồi bây giờ mình với các bạn sẽ bây giờ chạy qua cái chỗ cái xưởng ấy để mình lấy cái thùng bồn xăng dầu trước nha các bạn. Giờ đề máy lên nè. Đó, các bạn thấy cái GPS bên đâu mình thay bằng cái điện thoại nữa các bạn thấy không? À, bên này là một cái hộp số, này là hộp số gì không chả biết nữa các bạn ơi. Đó, hộp số gì chả biết luôn ấy. Còn nội thất thì có cả bình chữa cháy nè. Ui, các bạn có thấy cái túi nào, cái túi này nó rất là đẹp luôn các bạn. Cái túi nó thiết kế là như kiểu cái xe vậy đấy. Bên này thì một cái gói và một cái hợp đồng các kiểu nè. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi, bây giờ mình đi thôi các bạn. À, hạ cái thắng tay xuống, thắng tay nằm đâu vậy ta? Đây. Rồi, ok. Let's go. Chạy ra đây các bạn. Vào số. Quên vào số và đi chạy. Trong này là một kiểu là nguyên một cái khu công nghiệp rất là lớn luôn các bạn. Khu công nghiệp tập trung ấy. Rất là bự luôn. Ở đâu ta? Hình như là phía trước quẹo bên phải ấy. Rồi, quẹo phải nè. Hiện tại đã là 10 giờ mấy rồi. 10 giờ 5 phút sáng rồi. Bên khu này là những cái thùng hàng xe bồn rất là nhiều các bạn thấy không? Rất là nhiều công ty xăng dầu luôn. Nhưng mà cái thùng của mình nó nằm ở đâu ta? À đây đây đây, mình thấy trên GPS nó có để rồi nè. Các bạn thấy không?
Rồi, mình thấy các bạn đây cái thùng của Petrolimex nè. Ok các bạn ơi. Ủa? À hai thùng luôn các bạn, cái thùng bên này là của cái chiếc xe này. Ui giời, nó chạy dính vô cái cây cột luôn nè. Còn cái thùng bên này mới là của mình nè các bạn. Hai thùng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lùi lại. Rồi, trả số lùi. Con này là các bạn có thấy mình đổ cái càng hơi trên đầu không? Đấy, bóp càng cho các bạn nha. Ồ, đó là càng hơi đấy. Bị lọt chưa? Rồi. Rồi, bấm để mình nối cái thùng hàng lại nha các bạn. Rồi, ui, khi mà gắn cái thùng hàng lên thì nó sẽ hạ cái cây xuống đó các bạn có thấy không? Đây, mình bỏ cái thùng hàng ra nè, nó sẽ nâng cái cây lên. Rồi, cái cây này nè các bạn. Mình đóng lên nè. Đó, nó sẽ nâng xuống. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình luôn. Mình sẽ đi di chuyển đến cái cây xăng nha các bạn. Rồi, rẽ trái ra. Công nhận là cái khu công nghiệp nó lớn thật sự luôn các bạn ơi. Rồi, phía trước là mình sẽ rẽ phải nè. Rồi tiếp tục rẽ phải nè các bạn. Trong này đi vòng vòng như là một cái kiểu một cái khu dân cư ấy các bạn. Nhưng mà hoàn toàn là kiểu là những cái kho hàng hoặc là những cái nhà máy thôi mà. Rồi cái cổng nó ra đường này các bạn. Rồi rẽ trái ra. Wow, có giấc lá cờ Việt Nam gắn trên đầu bay phấp phới nó đẹp phải chưởng luôn các bạn. Ui, nãy giờ mình mới để ý nha, cái chiếc xe này gọi là tông sẹt tông với cái thùng hàng vải chữ kiểu là màu xanh với lại là màu trắng ấy, nhìn nó tông sẹt tông. À, ok, đây nó sẽ có một cái gọi là một cái chạm bot để gọi là khai báo khi mà mình đi ra khỏi cái khu công nghiệp nha các bạn. Rồi, ok. Giờ ra thôi. Rồi, mình sẽ rời khỏi cái khu công nghiệp này. Để mình gọi là vận chuyển xăng dầu đến cái cây xăng của Petrolimex nha các bạn. Wow, phía trước mình còn nguyên một cái bùng binh luôn. Rồi mình sẽ rẽ bên trái nha các bạn ơi. Đây, ui nguyên cái xe tải. Nói chung là cái khu vô cái khu công nghiệp này là các bạn thấy toàn là container với xe tải không à. Chứ là người ta đi giao hàng ấy các bạn. Nó là trong này container với xe tải nó rất là nhiều. Đây, ở đây cũng có một cái cây xăng này các bạn thấy không? Nhưng mà mình không có giao trong cái cây xăng này mà mình giao ở một cái cây xăng ở tít ở trên kia các bạn. Ui, ở đây sao nó có cái đường. Mình chuẩn bị quẹo phải, chắc quẹo cái đường này đúng không ta? Ui. Đúng rồi các bạn ơi, vãi chưởng. Thay vì vào bùng binh thì các bạn quẹo phải luôn mà nó làm, còn ở đây thì nó sẽ làm luôn hẳn một cái đường để quẹo phải riêng nè các bạn thấy không? Ui, kiểu là dư đất quá không biết làm gì nên làm thêm một cái lộ nữa ấy. Nhưng mà có cái lộ này thì nó đi nó ok các bạn, nó nhanh hơn, khỏi cần quẹo một cái bùng binh đó làm kẹt xe các kiểu, khá là hay đấy. Nhưng mà mình lần đầu tiên mình gặp bùng binh mà có thêm một cái đường gọi là rẽ phải nữa đấy. Đây phía trước lại một cái bùng binh nữa nè, chỗ này nó có cái đường rẽ phải nào không ta? À chỗ này thì lại không có, kiểu như là cái chỗ hồi nãy là nó dư đất ấy các bạn, nên là làm tiếp tục một cái đường nữa để cho xe lưu thông dễ hơn. Rồi đến đây thì mình sẽ vào cái đường nhỏ này. Ủa sao có cái đường một vậy? Đường này như là đường một chiều ấy các bạn ơi. Ủa cái đường mình đang đi là đường một chiều ấy, gọi xe chạy về đường nào ta? Bên kia như là cái đường xe chạy về kìa. Trời ơi, lạng quá lạng các bạn. Không tập trung gọi là cái xe mình nó sẽ bị lạng luôn. À đây. Cái đường dưới này là cái đường xe chạy về nè các bạn. Ồ. Trong này nó xây dựng đường gì mà gọi là nhìn lạ phải chưởng các bạn. Thay vì xây cái cầu này thì người ta làm luôn hai cái đường song song với nhau đi, đúng không? Vì nó đỡ hơn tí. Bây giờ này nó làm luôn cả hai cái đường gọi là tách biệt nhau luôn. Đó, bây giờ quay lại chỗ này thì nó lại là đường hai chiều trở lại. Không phải đường một chiều nữa. À, đó là cho chạy 80 các bạn.
Xe này không biết mở cửa sổ được không ta, để mình mở thử coi. Hình như là không được thì phải. À được 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 nè các bạn ơi. Mở cửa sổ được, mở cửa sổ được. À, thấy chưa các bạn, thấy có nó mở cửa sổ không? Mở tí cho gió vô nó mát. Đây, còn đây là phía ngoài. Ui! Nãy giờ mình quên đi, nhà bên trái mình là biển đó các bạn, có thấy không? Wow! Nãy giờ mình kiểu mình tưởng mình đang đi trong cái đường làng quê các bạn, nhưng mà ở đây có biển đó nè. Đẹp thế nha. Phía trước còn có thêm một cái cầu nữa kìa. Cái cầu này nhìn như là cái cầu nhìn như cái cầu Mỹ Thuận của miền Tây mình đấy các bạn. Đó, y chang cái cầu Mỹ Thuận luôn. Không biết tí mình có lên cái cầu đó không nữa. À, đây có một cái trạm xe lửa đó các bạn, đường ray xe lửa bắc ngang đây. Ôi, cảnh biển đẹp rồi kìa các bạn ơi. Nhìn nè các bạn, thấy chưa? Có một chiếc du thuyền ở ngoài biển đó nữa kìa. Rồi, chúng ta sẽ quẹo phải ở đây. Ui, cái gì đông xe dữ vậy? Ui, đông xe vãi nồi luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Ơ, sao hết chạy rồi? Ơ, cái xe mình. Cái xe mình nó bị kẹt số 1 hay sao ấy các bạn. Sao đạp máy nó mới chạy? Rồi, ok. Ui, đông xe vãi chân. Ôi, mình không được lên cái cầu rồi các bạn ơi. Mình tính là được lên cái cầu nhưng mà cuối cùng không được. Cây tới giờ. Bây giờ mình phải đi ở dưới cái dốc cầu bự đó luôn. Ồ, như vậy là cái tuyến mình đi hiện tại là không có qua cái cầu bự đó rồi các bạn. Nhưng mà đông xe đấy nha các bạn, nhìn xe nó đông rồi kìa. Như là cái cửa nhìn nó hơi ồn quá đúng không các bạn, nó mình đóng bớt lại coi. Đó, để hơi hơi thôi. Ui, cái gì đằng trước đó rồi. Chiếc xe gọi là tải bự. Nó bị mắc kẹt rồi. Hai chiếc gọi là chở hàng nặng các bạn đang bị mắc kẹt với nhau luôn rồi nè, khổ thân tới nha. Thôi hai anh gọi là thấy khó quá thì dẹt vô cho em chạy qua đi. Hai anh cứ gọi là bò không biết khi nào mới xong luôn. Rồi, ui trời ơi, một anh chở gọi là máy ủi, một anh chở gọi là máy cài. Đây, hai anh lách vào đi để em qua cho nè. Hai anh làm lâu lắc quá trời luôn. Đấy, ui trời ơi, xong xuôi nha. Rồi hai anh tự xử lý ở đó đi. Kẹt xe rồi là khổ thân vãi chưởng. Ui, bây giờ nhắc mình đang vào một cái đường rừng hay sao các bạn, mà gọi là nhìn xung quanh toàn cây cối rồi các bạn. À, bây giờ mình sẽ vào một cái hầm các bạn ơi. Đây, chúng ta vào một cái hầm. Rồi, bây giờ mình vào hầm mình phải mở đèn nha các bạn. Wow, các bạn nhìn đèn nội thất kìa các bạn. Đẹp phải chưa? Ủa, nhưng mà mình có thấy đèn ở ngoài đâu trời. Hello bác tài nha. Rồi, như vậy là mình đã ra khỏi hầm rồi các bạn. Đóng luôn cái cửa sổ lên đi. Rồi, như vậy là bây giờ mình đang đi trên một cái cung đường ven bờ biển đó các bạn, thấy đẹp không? Wow, cái này như kiểu mình đang đi lên núi ấy.
chỗ này đang sửa đường các bạn ơi. Từ từ chạy chậm qua. Cái chỗ này cái đường nó bị mẻ một lỗ các bạn. Không biết chiếc nào nó chạy nặng quá hay sao ấy, nó móc luôn cái lỗ đó. Giờ nó cấm biển cảnh báo rồi. Bây giờ bên trái mình không phải là biển đó các bạn, mà nó như là một cái con sông ấy. Con sông khá là bự luôn, khá là to luôn. Ở bên kia có những căn nhà cao tầng, với những là cái căn nhà mà nó là xây dựng ở trên cái sườn núi đó các bạn nè, các bạn thấy không? Wow, nguyên cái thành phố nhìn đẹp phải chưởng. Rồi, trước mặt chúng ta cũng là một cái thành phố gì nữa đâu. Ủa, hay là mình đến nơi rồi ta? Hình như là mình gần đến cái chỗ giao xăng luôn rồi. Đó, bây giờ mình đang đi trong một cái hẻm khá là nhỏ luôn các bạn ơi. Nó nhỏ là kiểu tại hai bên nó xây nhà dày đặc hết trơn ấy, nên là nhìn cái hẻm nó khá là nhỏ. Rồi mà khá là đông xe nhá, mặc dù nhỏ nhưng mà xe đông phải chứ. Rồi cái gì nữa rồi? Ui, phía trước lại kẹt xe nữa à. Rồi phía trước ta là một cái bùng binh các bạn. Và bây giờ xe đang nhường nhau để đi qua. Rồi giờ kẹt một đống luôn. Rồi chạy đi mọi người ơi. Lầu T nhờ. Nhanh lên nhanh lên. Ui, bóp một sức cái kèn ra luôn mà nó còn không chạy nữa các bạn. Rồi chiếc xe khách nó chạy nha các bạn. Chắc chiếc xe tải phía sau nó chạy luôn ấy. Chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn. Trời ơi, dừng lại chi nữa. Chạy đi. Ủa nó nhường. Gọi là đúng nhường luôn các bạn. Rồi đi đi. Để mình nhanh phải các bạn. Đó. Rồi sao không chạy, còn xe nào nữa đâu. Ủa mình đụng nó hay sao. Khổ thân vậy. Chạy đi. Mình hung đích nó chạy không được các bạn. Rồi ok, mình nói đuôi theo nó mình đi luôn nha. Từ từ bác tài ơi, nhường đường cho hai chiếc xe tải này đi đi. Đã bự rồi, cản đường một cái là không có xe nào chạy được luôn ấy. Mà cái đoạn này đường nó nhỏ rất là hẹp, chạy chỉ là trong đường thành phố các bạn, chạy nó rất là sướng luôn. Rồi, ok. Qua được cái chỗ đó rồi. Rồi phía trước làm cái bùng binh nữa rồi, chạy luôn đi, đừng dừng nữa. Qua mặt nó luôn các bạn ơi, nó lâu quá. Ui, nó qua mặt mình lại rồi. Nó tính gạ đua mình hay sao ấy các bạn ơi. Qua cái bùng binh mình tính vượt mặt nó xong cái nó vượt mình lại các bạn. Nó xin qua giờ mà cũng không cho qua nữa. Tính gạ đua à bạn? Hả? Nào đua không? Đua không bạn ơi? Đua không? Vừa đèn đỏ đua luôn nè. Khổ thân bạn phải. Vừa đèn đỏ đua luôn bạn ơi. Đua không? Nào, đua xe nào? Thanh niên này cay cú thật sự. Rồi đèn xanh là đi tiếp các bạn ơi. Thằng nào cũng chở nặng hết trơn các bạn. Mà ham chạy trước. À như vậy là mình gần đến nơi rồi các bạn ơi. Gần đến cái cây xăng chỗ mà mình giao cái xăng dầu Petrolimex này nè. Ui, xe kia cũng chở xăng dầu Petrolimex nữa kìa. Rồi, giờ mình sẽ qua một cái hầm nha. Rồi, vào hầm lại mở đèn lên các bạn.
Rồi cái hầm nó còn có thêm cái trụ, cái trụ này nữa nè. Xe này chạy buổi tối chắc đẹp lắm luôn ấy các bạn. Cái hầm dài dữ vậy, cái hầm dài vãi chưởng các bạn. Cái hầm này mình cũng nãy giờ mình cũng quên để ý là nó chạy qua một cái gì nữa. À, coi coi cái hầm mà nó chạy qua cái gì ta. Không biết là nó chạy qua cái gì luôn. Ui, qua đây lại hầm nữa. À không không không, cái này là chỗ đi lên rồi. Cái hầm này nó nằm bên kia. Như kiểu là ở trên là một cái khu gì đấy. Đúng rồi các bạn ơi, mình tưởng ở trên là cái sông hay là cái gì đấy. Nó làm cái hầm qua sông như hầm Thủ Thiêm mình vậy đấy. Nhưng không phải, cái này ở trên nó là kiểu như là cái đường. Cái đường như là đất người ta bình thường rồi. Đó, cho xe chạy dưới hầm rồi ở trên người ta xây dựng nhà rồi các kiểu ta ở cũng được. Rồi đây là cái cao tốc nha các bạn, nhưng mà mình không có chạy cái cao tốc này. Mình chạy một đoạn thôi rồi mình sẽ vòng cái vùng bên lên. Vòng cái cua các bạn để lên trên kia. Cái cây xăng mà mình giao ngày hôm nay nó rất là lớn các bạn. Đây, lên đây nè. Cây xăng, à rồi rồi mình thấy cái cây xăng rồi các bạn, nó nằm tít ở trong cái khu này nè. Mình sẽ quẹo vào đó để coi coi. Đi ra phía trước là một cái ngã ba và sau đó mình sẽ rẽ trái nữa các bạn. Đây, cái GPS nó đang dẫn mình nè, là tới cái ngã ba phía trước này là mình sẽ rẽ trái qua bên này. Rồi nhanh trái đi. Rồi tiếp tục lại kẹt xe, một đống xe nữa rồi. Nào kẹt thôi. Tại vì cái tuyến đường hiện tại mình đang chạy ấy, nó gọi là tuyến đường không ưu tiên các bạn. Nên là những cái chiếc xe mà chạy trên cái tuyến này là phải dừng lại nếu mà thấy bất kỳ một cái chiếc xe nào chạy bên cái làn đường mà giao nhau với mình ấy. Cái làn đường giao nhau với mình là cái làn đường này nè. Đây là cái làn đường mình chuẩn bị ra nè. Và đây là cái làn đường ưu tiên. Nên là sẽ được đi qua và các xe các tuyến đường khác phải nhường đường cho cái làn này. Nên là mỗi lần mà mấy ông mà ngã ba ra là phải dừng lại dừng đường cho cái làng ngoài này, không là hay kẹt xe một nùi luôn ấy. Rồi lại tiếp tục một cái vùng binh nữa. Đó, còn khi vào vùng binh cũng được, cũng vậy, chiếc xe nào mà gọi là thấy trong vùng binh có người là phải dừng lại để nhường đường, nhường những chiếc xe mà chạy bên trái ấy. Wow, cái khu này lớn thế nha các bạn. Bạn có thấy nó lớn không? Cái xăng nãy đâu mất tiêu rồi. Ê, trời ơi, đụng vô cái hàng gào luôn. Lo nhìn ở đâu không à. Hên quá, không sao các bạn ơi. May quá, đụng nhẹ. Lo nhìn cái cây xăng bên kia mà mình đụng đi luôn. Cái xăng nằm bên đó đó các bạn. Cho anh chạy qua bển lại nè. Rồi, quẹo bên trái, ra bên phải,
Tiếp tục rẽ trái nữa. Ui, nó có cái G nữa các bạn thấy không? Rồi, như vậy chúng ta đã đến được cây xăng rồi nè các bạn ơi. Đây. Wow. Ê, ê. Đó, cái G nè. Cái G đó là kiểu là cho người đi bộ qua các bạn. Nên là những chiếc xe nào mà chạy gần đến cái G đó là phải giảm tốc độ. Để người đi bộ có qua thì nó sẽ dễ hơn. Nó không có dễ gây tai nạn các bạn. Rồi, qua bên phải. Cái cổng đâu trời? Cái cổng nằm bên này nè. Ui, cây xăng nó lằn nhằn đấy nha. Chạy vòng 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 cái cổng cuối cùng nó nằm tít bên này. Rồi, quẹo vào. Cái gì nữa vậy? Tội nó đánh gọng vậy mà nó vẫn còn dính cái đít các bạn. Lùi lại một cái. Mình nó đánh lấy gọng vậy mà còn dính cái đít nữa. Rồi. Đó, vậy nó mới qua được đấy các bạn. Rồi, nhanh phải vào. Rồi, ok. Mình sẽ dừng chỗ này nè các bạn. Các bạn thấy những cái hầm ở đây không? Đây là những cái hầm chứa xăng dầu đấy các bạn. Những cái hầm mà có nắp đỏ đỏ này nè. Những cái xăng dầu ấy thì nó sẽ kiểu là nó chứa ở dưới lòng đất đấy các bạn. Đó, nó sẽ gọi là hạn chế cháy nổ nhiều hơn. Ok, tắt máy nè. Ủa? Ủa, con tắt máy mà nó đề luôn rồi. À rồi, ok. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã vừa trải nghiệm xong được một cái chuyến hành trình trải nghiệm cái con Hyundai Chago đầu kéo cũng như là vận chuyển hàng cho công ty Petrolimex chở xăng dầu. Bạn nào thấy video của mình hay đừng quên là cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục những cái dòng xe tải của Hyundai nữa hoặc là vận chuyển xăng cho cái thương hiệu nào nữa, cái chạm xăng nào nữa thì comment mình biết, mình sẽ làm cho các bạn xem. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.